Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với trung tâm cơ khí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ những cái loại các loại cánh quạt luôn. Thì đây là một cái bài hướng dẫn chung, cho nên những cái bài cánh quạt, những cái biên dạng như thế nào đó thì các bạn cũng có thể vẽ được nha. Thì đây, ví dụ như bài của mình là biên dạng cánh quạt như thế này. Rồi, ví dụ như một loại cánh quạt nữa thì các bạn có thể xem đây. Đây nha, cánh quạt drone PC nè, được không? Cái là quạt tản nhiệt của máy tính nè. Rồi, một quạt nữa là cái này, cũng là giống giống như vậy, nhưng mà các bạn thấy cái cánh này nó tròn hơn, đúng không? Ngoài ra nó sẽ có những cái loại nữa, ví dụ trong bản vẽ nè, trong bản vẽ có thể các bạn vẽ đây ha. Đó, này, đây là bản vẽ chính của nó nè, vẽ chính của thằng này luôn. Còn ví dụ như là cánh quạt dài như thế này, giống như quạt trần vậy đó, nhưng mà ở đây không phải nha, nó cũng hình dạng nó cũng giống giống vậy. Thì đây bản vẽ thì các bạn có thể là tải đầy đủ về, những cái loại bản vẽ này các bạn có thể là thực hành ở dưới mô tả của video nha. Hoặc là đây cũng là một cái loại cánh quạt thường thấy ở trong những cái máy quạt mà trong gia đình của chúng ta có đó. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ cái chi tiết nha. Các bạn thấy ba chi tiết như thế này. Bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chung nhất, các bạn nắm được cái nguyên tắc vẽ những cánh quạt thì các bạn sẽ làm được những cánh quạt biên dạng khác thôi. Ok, các bạn tạo cho mình một file mới. Bây giờ mình bỏ những cái file này đi cho nó nhẹ nè ha. Rồi, tạo cho mình file mới về file box mới ha. Ok, rồi trên mặt run tạo mình set, tạo cho mình một hình chữ nhật kiểu này nghe, không lấy tâm gì, kiểu này các bạn vẽ ở đây. Rồi các bạn gắn ràng buộc cho mình cái điểm này với lại cái center, cái đường line này nè, bạn gắn cho mình là midpoint đó. Và xong các bạn đo kích thước cho mình cái này là bằng 30, và cái mình lấy này là bằng 12. Rồi chuyển cái đường này nè, các bạn chuyển cái đường này về đường center, đường contraction nha, contraction. Vẽ cho mình một cái đường cong, một cái cung tròn á, một cung tròn góc 1 2 3, và các bạn xác định cho mình cái cung nó là bằng 50. Rồi không, sau đó chúng ta sẽ xoay tròn cái này, xoay. Lưu ý, xoay thì các bạn sẽ thấy cái chỗ nào được center cho nên nó tự chọn, các bạn chọn cho mình này. Chọn cái cạnh này nè. Đó. Nếu cánh quạt của bạn là 5 cánh, 7 cánh, 10 cánh gì đó thì các bạn sẽ xoay ra, các bạn lấy 360 các bạn chia cho số đó. Thế đây, cánh quạt của mình là 3 cánh thì mình lấy 360 chia cho 3. Chia 3 nha. 360 sạc 3 này, thì ra 120, và chúng ta sẽ chuyển cái chế độ line này, các bạn chuyển về cho mình là midline. Midline thì các bạn mới lấy đối xứng được nha. Đó, midline rồi xong, ok. Được không? Tiếp tục, các bạn chuyển về đường nét này cho nó đây. Sau các bạn chọn cho mình là mặt right, chọn mặt right, tạo sketch ha. Quay diện hướng gì cũng góc, quay diện nhìn chung góc này. Đó, đây thấy được cái cạnh này nha. Rồi sau đó chúng ta chọn một cái cung, cung này bạn chọn đây là 1, đây là 2, bật xuống dưới và các bạn lấy cho mình cái bán kính đó là bằng 90, bán kính nghe R 90. Trời, được không? Sau đó chúng ta sẽ chia cái bề mặt đó ra. Sau đó nè, sau đó chúng ta sẽ chọn nè, feature nè, curve nè, curve này nghe, chọn select line. Rồi chúng ta chọn rotation, curve ta đang vẽ cái bề mặt này thì các bạn quay lại để giữ chủ, các bạn xoay lại, các bạn chọn cho mình cái mặt cong bên này nè. Ok, được không? Đó, thì cái đường đó nó sẽ chia cái mặt này làm hai. Đường này nó sẽ là cái đường cong của cánh quạt của mình á. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái biên dạng lớn cho cánh quạt này, biên dạng lớn, biên dạng xoắn cho cánh quạt á, thì các bạn chọn cho mình đó là insert nha, surface, chọn cho mình là radius surface, radius chỗ này nghe, được không? Đây, đây là cái hướng, đây là cái đường các bạn mới vừa chia xong, và đây là cái độ rộng các bạn muốn phóng ra bao nhiêu. Ví dụ như mình cho là 120 đi. Rồi ok, đó các bạn thấy nó có một cái mặt rộng như thế này ha. Rồi được chưa? Và bây giờ chúng ta mới cắt cái biên dạng của chúng ta như thế nào, chúng ta cắt biên dạng đó, cắt bỏ biên dạng này đớt bớt đi nè, nó bự quá đúng không? Chúng ta biên dạng của mình cánh như thế nào chúng ta vẽ ra như vậy. Rồi bây giờ trên mặt top ta tạo sketch, đấy, vẽ cho mình hai cái đường tròn. Cái này là biên dạng các bạn vẽ sau thì các bạn tự vẽ nghe. Thì đối với mình thì mình sẽ vẽ như thế này. Đó, sẽ vẽ cái bài này lại thêm cái này. Ok,
cái đường tròn trong này bạn cho mình là 20. Đường tròn ngoài này bạn cho mình là 125. Rồi được không? Chuyển cái đường tròn trong này về Snake Duck Contraction. Rồi, tạo cho em một cái đường Centerline đi. Đó, chúng ta cần Centerline rất là nhiều. Centerline nằm ngang nha. Rồi, ngang. Thêm một đường Centerline nằm ngang nữa bạn. Thêm một đường Centerline nằm ngang ở đây này. Từ chỗ này này, bạn cho nằm ngang vào đây. Đó, vô đây cũng được, không thôi. Vô cũng được, không thì các bạn để thoải mái đi. Thấy chưa? Rồi, bây giờ tạo cho mình đường line này. Đường line nha. Từ cái đường nét đứt này, này ta vẽ ở đây. Lưu ý là các bạn không đi theo cái đường màu vàng nha. Đó, các bạn không có đi theo cái đường màu vàng nha. Đấy, đó, không có đi theo cái đường màu vàng. Màu vàng là đi vô tâm, cho nên ta cứ đi thoải mái đi. Ta đi về đây. Rồi đảo cung ha, đảo cung về chỗ này. Đó, tắt cái này đi. Ta tạo một cái cung. Tạo một cung đi qua ba điểm nè. Từ chỗ này. Cái cung này. Rồi ha. Tạo line này. Line nghe, lên đây. Rồi chúng ta cũng đảo cung, chúng ta cũng đi về đây. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta tạo một cái center line từ tâm của cái cung này này, tâm cung này về cái điểm gốc tọa độ này. Rồi, còn cái gì chúng ta không cần thì chúng ta trim bỏ đi, chúng ta xài trim, chúng ta bỏ cái phần thừa ở ngoài này đi. Bỏ vào đây nghe. Rồi bây giờ đo kích thước nha. Đo kích thước xong rồi chúng ta ràng buộc vô sau. Góc này bao nhiêu các bạn? Tại đây chúng ta cho bằng 34. Đó, được không? Góc này các bạn cho bằng 30. Rồi. Điểm từ đây nè, điểm đây nè, tới điểm này nè. Bạn lấy cho mình là 7.5. 7.5. Cái R này nè, các bạn lấy cho mình đó là R23. Rồi, kể nó, cái này từ từ chúng ta bắt tiếp tuyến cho nó hết rồi. Rồi cái cạnh này, cái đường center này nè, với đường center này các bạn cho mình là bạn 5. R này là R13. R này là R2, R15. Rồi, được không? Đủ rồi đó, bây giờ chúng ta đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tiếp vô điểm này các bạn cho tiếp tuyến. Tiếp vô điểm này các bạn cho tiếp tuyến. Tiếp vô điểm này các bạn cho tiếp tuyến luôn. Ok, Ctrl Z lại nghe, Ctrl Z lại, nó bị bung ra. Nó bị bung ra thì các bạn kéo cái này ra đây tí. Được không? Đó. Kéo rộng rộng sát sát ra đó rồi các bạn tích vô cho tiếp tiếp. Đó, chứ không nó bị bung ra ngoài đó. Rồi sau đó các bạn cho cái cung này nè, cái cung này với cái đường ngang này nè. Đây. Cho tiếp tiếp. Rồi, xong chưa? Xong rồi chúng ta sẽ giữ lại cái phần phía trong mà chúng ta bỏ phía ngoài này đi. Các bạn chọn cho mình là surface này, chọn trim surface nè. Giữ là trim, còn giữ là keep, còn bỏ đây là remove ha. Giữ là keep, chúng ta chọn, nếu chúng ta remove chúng ta bỏ phần ngoài được không, tích vô phần ngoài nè. Rồi ok, đó tự động nó bỏ những cái phần chúng ta không cần. Rồi ok không? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tạo độ dày, độ dày cho cái cánh này, độ dày cho cái cánh này nha. Các bạn chọn cho mình là surface thickness. Nhớ bỏ cho mình cái mat này đi. Mat reset này có nghĩa là nó sẽ cộng cái cánh này với cái này. Lý do tại sao là ví dụ chúng ta mat vô là cánh này chỗ này nó sẽ không bắt tiếp tuyến được vô cái mặt cong này, cho nên nó bị hở ra, nó không đẹp nha. Chúng ta bỏ mat. Độ dày của chúng ta là 1 ly. Và chúng ta chọn giữa. Giữa có nghĩa là mỗi bên 1 ly, là độ dày của mình 2 ly. Giữa tức là lên trên 1 và xuống dưới 1. Rồi cái đây là cái bề mặt chúng ta cần là cái cánh. Nhớ bỏ mat nha. Bỏ cho mình không tích vào đây. Ok, ở giữa 1 ly. Ok. Đó, tại sao nè? Tại vì các bạn thấy không? Chỗ này nè, khi chúng ta zoom to lên các bạn thấy chỗ này nó hở ra nè. Đó, nó hở ra, nó đâu có bị, nó đâu có bám sát vào trong bề mặt đâu. Đó, cho nên là cái chỗ đó các bạn không có sử dụng kiểu này được. Rồi bây giờ mình bấm chuột phải vô cánh. Bấm chuột phải vô cánh mình chọn isolate. Isolate và chúng ta sẽ xài cái chúng ta dời cái bề mặt này ra. Dời cái bề mặt này ra nè. Ra một ly để cho nó tiếp xúc, nó lấn vô trong cái phần trụ trục giữa của mình đúng không? Ta chọn Direct Editing. Direct Editing đây ha, Move Face. Giờ cái mặt này ra một ly thôi các bạn. Offset nha, một ly thôi. Rất nhỏ thôi. Một ly. Ok. Rồi. Được không? Rồi chúng ta mới
bo cong. Từ từ chúng ta tắt isolate nha, khoan hãy tắt, chúng ta bo cong với mặt này luôn. Thì bạn chọn cho mình là fillet này, trong direct editing ấy, nó cũng có fillet, mà các bạn vào feature nó cũng có fillet luôn, chọn nào cũng được. Bạn chọn cho mình đó là full round. Full round, bạn nào muốn xem những cái tính năng mà fillet nâng cao ấy, thì các bạn có thể là gõ cái phần fillet nâng cao học cơ khí là ra hà. Các bạn nhớ muốn tìm một cái từ gì đó, các bạn để chỉ học cơ khí viết liền, rồi các bạn ghi cái câu của bạn ra, ví dụ như fillet nâng cao hay là gì gì đó là có này. Ok, chúng ta chọn full round này, đây các bạn chọn mặt trên ô dưới này nè, là các bạn chọn những cái mặt độ dày của nó này, những cái mặt độ dày nha. Đó, ok, rồi ô dưới cùng là chúng ta chọn cái mặt dưới đó. Đó, chờ một tí thì nó sẽ fill cho mình, fill tiếp tiến luôn nha. Ok, cái chỗ này chúng ta sẽ không cần nhập bán kính gì, nó tự động nó tìm tiếp tiến cho mình. Rồi được không? Xong rồi thì chúng ta nhân bản cái này ra làm ba cánh thôi. Lưu ý là chúng ta chưa có cộng cái trục này với cái cánh này nghe, tại vì chỗ đây chúng ta có là solid body là hai nè. Solid body là hai, chúng ta nhân luôn đi rồi chúng ta cộng 6. Được không? Chúng ta chọn circular baston. Trục quay của mình là cái thằng này phải không? Bạn chọn body nghe, body là tại vì chúng ta lấy nguyên cái cánh với là lấy nguyên cái chính giữa này, một này, hai này. Chọn ba cái cho mình thôi, 360 và ba cái. Ok. Đó, lúc này thì các bạn mới cộng vô. Cộng ba cái này vô. Cộng thì các bạn vô Direct Editing này, chọn Combine. Direct Editing chọn Combine, chọn Add. Chọn cho mình cánh 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 ba cánh đúng không? Và ba cái miếng này, ba cái trục ở ba cái miếng của cái trục phía trong đó. Ok ha. Rồi, sau đó thì các bạn fillet thôi. Fillet những cái chỗ mà các bạn cái chỗ mà giao với cái cánh á. Này nè. Cái cánh với cái phần trục á, được không? Chúng ta chọn fillet. Chúng ta chọn 3 mm chẳng hạn. Chuyển qua chế độ là fillet một bán kính nha, một bán kính chúng ta nhập là 3 này, 3 mm này. Chọn này là một này. Rồi, này là hai nè. Này là 3 nè. Đấy. Xong chưa? Rồi, ba cánh được fillet xong. Bây giờ chúng ta khoét cái phần rỗng cái phần trụ này ra. Đó, chúng ta từ từ chúng ta đục lỗ chúng ta khoét sau nha. Các bạn cứ vẽ đặt trước thì khoét sau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi ta chọn một ring tạo sketch. Quay diễn nhìn vuông góc. Ring tạo sketch quay diễn nhìn vuông góc. Vẽ cho mình một hình chữ nhật thôi bình thường thôi ha. Các bạn vẽ từ đây đi xuống dưới này. Đó. Điểm này với cạnh này các bạn cho mình trùng nhau, trùng thôi chứ không cần trung điểm, không cần cũng được. Rồi tiếp tiếp nha, ta vẽ một hình chữ nhật nữa, hình chữ nhật này luôn nè, ta vẽ chỗ này đó ra đây, và vẽ tiếp một hình chữ nhật nữa như thế này nữa, ba hình chữ nhật, cái này là nhỏ nhất, cái này là nhỏ nhì, và cái này là dài từ trên này sập xuống, tạo cho một cái đường trục để chúng ta dễ dàng ra đo kích thước đối xứng, và cũng lát nữa chúng ta xoay nó cũng chọn này làm trục quay luôn cho nó dễ giữ nha. Kích thước từ cạnh này này, cạnh dài này tới đường center này, các bạn lấy qua bên kia luôn, các bạn cho mình là bằng 10. Rồi ở ngoài bìa này chúng ta lấy là 20 được không, ở cạnh này chúng ta lấy là 19. Rồi, xong rồi chúng ta cho mỗi cái bằng 0,5, cái này bằng 0,5 này. Từ cạnh này tới cạnh này là 0,5 này. Rồi đây tới đây bằng 0,5 này. Ok không? Lưu ý mình không có cần trim nha, mình không cần trim ở chỗ này, cũng không cần trim ở chỗ này luôn. Lát nữa chúng ta sử dụng feature Revolve Cut. Trục quay là thằng này rồi đúng không? Chọn contour là chúng ta lấy hình chữ nhật lớn nè, hình chữ nhật nhỏ nè, và một hình chữ nhật nhỏ nữa. Cái hình chữ nhật nhỏ là để chúng ta làm cái phe các bạn, cái rãnh để các bạn mắc những cái phe đó. Rồi ok được không? Đó, vậy xong tiếp tục chúng ta đục cái thang, đục cái thang chọn mặt này tạo sketch quay diện nhìn vuông góc nha, vẽ một hình chữ nhật lấy tâm, lưu ý các bạn thấy chỗ nào đối xứng là cứ lấy tâm cho mình. Rồi bắt vô cung này, cung các bạn vẽ trên cái đường tròn này cũng được này, đó ví dụ bạn trên đường tròn đi, sau đó từ từ chúng ta gán nó về nằm ngang, còn bạn nào mà gán được nằm ngang, ví dụ các bạn bắt được ngay cái điểm này thì càng tốt, đúng không? Ok, cái này lấy là 2 mm,
Đây, cái này chúng ta vẽ giống như vẽ minh họa thôi, cho nên kích thước này nó cũng chưa có đúng đâu nha các bạn, giống như vẽ mô hình thôi. 5.9, sau đó chúng ta cắt lũng hết qua bên kia cho mình. Rồi, chuột phải, rule on, chuột phải. Đó, bạn nào muốn tăng tốc độ thì có cái phần thủ thuật á, các bạn vào các bạn xem, được không? Học qua ký thì nó cung cấp, bên mình cung cấp các bạn rất là nhiều những cái cách các bạn vẽ nhanh rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta đục ba cái lỗ, đục ba lỗ trên mặt này, chọn mặt này nghe, chọn mặt này này, tích vô thôi, không có tạo sketch trên mặt đó nha các bạn, nhớ không tạo sketch, và tích vô cái mặt đây, chọn cho mình Home Wizard, chọn cho mình khoan taro, chọn cho mình đó là để mình xem M3, bạn chọn cho mình là M3 nha. Rồi chọn cho mình play, cái này mình sẽ nhập là 8.5, ở dưới các bạn nhập cho mình đó là 11.5. rồi chọn hai chế độ này, chế độ này và chế độ near side contrasting, sau đó các bạn qua đây position này, position quay diễn nhìn vuông góc, các bạn tích cho mình một điểm ngay đây, tích cho mình một điểm ngay đó. Rồi xong rồi chúng ta đo tạo một cái center line đi, center line từ đây qua bên này được không, nhấn EC một cái thôi nha, đừng có nhấn nhiều, nhấn EC một cái thôi, cho cạnh này nằm ngang đúng không, và đo cho nó khoảng cách là bằng 7.5. Rồi ba lỗ thì chúng ta từ từ ta xoay sau, ta đục một lỗ thôi, xoay sau, ok nè, ok nè, đó. Rồi bạn nào mà không thấy được cái rang này, không thấy được cái rang ảo này thì các bạn vô chuột phải, vô annotation detail, chọn sub cosmetic drag rồi bấm ok là được nha. Bây giờ chúng ta xoay cái này làm ba cái, hoặc là các bạn có thể là đục ba cái lỗ ở dưới này luôn rồi chúng ta xoay luôn cũng được, không sao, hoặc là chúng ta làm rời rời từng cái để sau này chúng ta dễ quản lý cũng được nha. Mình ưu tiên làm dễ quản lý, circle animation trục quay là chúng ta tích vô cái lỗ ở trong này, feature là chúng ta tích vô cái lỗ này ba cái, ok rồi. Xong rồi thì chúng ta đục ba cái lỗ ở bên hông này, nhưng có một điều là chúng ta chỉ có hai cái lỗ phía bên này thôi, còn cái lỗ ngay chỗ cái thang này chúng ta không đục. Vậy thì bây giờ mình tìm được cái mặt phẳng nào chúng ta đục được hai cái lỗ bên hông này, tại vì hai cái lỗ bên hông nó bị xéo đó, không có mặt nào được hết, chỉ có cái mặt là mặt right này mới đục được, đục vuông góc được cái lỗ thang thôi, thì kệ nó đi, chúng ta sẽ đục ngay cái lỗ thang, sau đó chúng ta sẽ remove, chúng ta sẽ loại bỏ cái lỗ này đi nha. Ok này, các bạn chọn cho mình mặt right này, tạo sketch. À, sao đây nhầm nhầm. Hone Wizard thì chúng ta không cần tạo sketch, được không? Chúng ta bỏ cái đó đi. Chúng ta tích vô mặt right thôi nha. Tích vô mặt right, cái mặt vuông góc với lại cái thang này. Đó. Các bạn tích vô mặt right đó cho mình. Chọn cho mình Hone Wizard. Lỗ đó là lỗ 4. Được xem. À, lỗ 4. Chúng ta chọn là khoan này. Lỗ khoan này. 4 ly này. Lủng hết luôn. Rule on là xuyên suốt qua luôn. Xuyên suốt qua. Rồi. Chúng ta chọn position, quay diễn nhìn vuông góc nha, chỗ này này bạn tâm quay diễn nhìn vuông góc, hoặc cái trên 8 cũng được, và các bạn thả vô cho mình cái điểm ngay góc phổ độ là được, ngay góc phổ độ luôn. Rồi tôi thử coi là nó đi ra hướng ngoài không, chứ đi vào bên trong bên này là nó cắt bên này á. Ok đó, rồi nhưng mà nãy mình nói là sao, nó không có cắt vô cái chỗ then này, nhưng mà chúng ta không còn cái mặt nào khác nữa, bây giờ mình tạo mặt thì nó mất thời gian quá, cho nên chúng ta đục ngay chỗ lỗ then đó, chúng ta nhân bản ra, nhân bản ra, ta lấy cái trụ lỗ ba cái rồi ok được không, sau đó mình sẽ loại bỏ thằng này đi, loại bỏ thằng này bằng lệnh direct editing này, delete face này, direct editing nghe, delete face nha, delete and path nha, sau đó tích vô cái mặt lỗ mà có đi qua cái thang á, chúng ta không muốn xài nó thì ta ok đó, thì ngay lập tức nó sẽ hủy cái đó đi, xóa cái bề mặt đó đi. Ừ, được không? Đó lấy ảnh bát là nó xóa kính, nó kéo kính lại. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chamfer fillet những cái mà mình cần thôi. Được không? Ví dụ như bây giờ mình chamfer đi. Chamfer này, 0.5 thôi nha. 0.5 thôi. Đây này. Và chúng ta lấy cái này. Được chưa? Lấy cái lỗ này. Lỗ này. Và chúng ta chamfer mặt dưới này nữa. Ok. Rồi, ta fillet. Fillet 0.5.
0.5 nha. Rồi chúng ta lấy cho mình cái chỗ này và đâu trên này đó, rồi xong, ok. Đó, vậy là chúng ta vừa thực hiện xong cái cánh quạt rồi đó. Thì những cái biên dạng cánh quạt kia các bạn cũng làm giống giống cho mình nha. Ví dụ như cái này thì các bạn cũng làm cho mình đó là hai phần thôi. Còn cái này thì sao? Cái này thì các bạn cắt cái biên dạng tròn nè. Chỗ đây có một cái phi 42 nè các bạn. Đó, phi 42 bắt tiếp tuyến về đây là bắt tiếp tuyến về góc 72. Đó. Còn những cái này thì chúng ta sẽ sao? Ví dụ như cánh này đi, cánh quạt này thì chúng ta sẽ không có xoay, không có revolve ban đầu là không có revolve phòng cái này ra mà revolve thẳng. Revolve thẳng này nè. Chỗ này nè, cái lệnh đầu tiên chúng ta không có tạo cái chỗ này cong tròn mà ta thẳng luôn. Hoặc là ví dụ như có góc thoát khuôn thì các bạn cho góc thoát khuôn nghiêng vô. Được không? Thì nó cũng là cái cách như vậy thôi. Đó. Đó là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách vẽ cái cánh quạt. Đây là cách chung luôn. Sau này các bạn sẽ vẽ cánh quạt. Ngoài ra thì nó sẽ còn một vài cánh quạt, cái biên dạng nó sẽ khác. Một vài cánh quạt biên dạng nó sẽ khác. Nhưng mà phần lớn là biên dạng nó sẽ giống như thế này. Và độ xoắn nó cũng giống như thế này. Nha. Rồi. Ok. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận ha. Hoặc là bạn nào mà gặp lỗi gì đó thì các bạn có thể là truy cập vào cái group CLB SolidWorks. CLB là viết tắt của chữ câu lạc bộ nha. Các bạn cứ gõ chữ CLB SolidWorks là sẽ ra cho mình. Rồi, nói chung là mọi thông tin thì các bạn chỉ cần xem ở dưới mô tả là nó sẽ có. Rồi, ok. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.